quán của xoài non, xem xét ở Hà Nội gây tranh cãi vì mức giá, người kêu đắt, người nói tiền nào của ấy, sau một năm ra mắt, thương hiệu bơ bán bò của vợ chồng xoài non, xem xét đã gặt hái được không ít thành công với 7 chi nhánh ở khắp trong nam ngoài bắc. Trong đó, chi nhánh mới nhất được mở tại Hà Nội vừa bắt đầu chạy thử được vài ngày. Tuy nhiên, bên cạnh sự quan tâm và đón nhận của nhiều người thì cũng có không ít ý kiến trái chiều về món ăn của bơ bán bò sau khi mở ở Hà Nội, cụ thể, vừa mới đây, một bạn trẻ đã chia sẻ trải nghiệm của mình tại chi nhánh bơ bán bò tại Hà Nội. Trong đó, Vị thực khách dành rất nhiều lời khen có cánh đến các món ăn cũng như dịch vụ của quán. Điều đáng nói chính là bài review này nhanh chóng vấp phải những ý kiến trái chiều, cho rằng khen hơi quá đà và mức giá như vậy là đắt. Nhiều người còn đưa ví dụ về giá thịt bò, cho thấy rằng giá ăn thịt bò ở quán bơ bán bò như vậy là hơi cao, tuy nhiên, ngược lại, cũng có những ý kiến cho rằng tiền nào của ấy. Một số người khác cho rằng mức giá như vậy không chỉ riêng đồ ăn mà còn nên nhìn nhận cả dịch vụ, cách phục vụ của nhân viên hay mặt bằng quán. Trong đó, một số người từng trải nghiệm dành lời khen cho cách phục vụ nhiệt tình của bơ bán bò, đây không phải lần đầu tiên đồ ăn của bơ bán bò tạo nên những luồng tranh cãi trái chiều. Còn bạn, bạn nghĩ sao về bơ bán bò của vợ chồng xoài non và xem xét